mình sinh hoạt ở đâu cũng được, miễn làm sao mình ở đây á, để mình nói với sự rõ rệt là con cháu họ Thiên, Ngô Thiên Tấn Kiệt này, Ngô Tấn Kiệt này không bao giờ gieo duyên hay là dụ kêu ai hết, tự nhiên nó khác chỗ đó. Mình tôn trọng những người mà họ diệu hay là Phật tử trong kia, họ không có hiểu, nhưng mà sau này mà họ muốn được cái họ này, không biết họ lúc đó đó cái phước họ còn không, hay họ về họ bị cái gì á, là mấy bác giả chổng đi đi luôn á, không có mang họ Thiên rồi bị đọ rồi bị luân hồi, thì mình chỉ tội nghiệp cái đó thôi. Hôm nay còn thời gian thì nếu họ không có hiểu sớm hay muộn, nếu họ hiểu sớm họ còn có cơ hội nhiều, họ hiểu trễ thì xong luôn. Cái giấy chứng nhận passport chỉ khi mình còn mang sắc phàm, mình đã quy y hướng Đông Bắc với cha lúc mình còn sắc phàm, chứ còn lúc mình không còn sắc phàm nữa hơi khó lắm, đại cuộc đã định rồi.